Ở tập trước mình đã biến trở hành Hi Ha sát thủ, Hi Ha bản năng hắc ám, hắc 1, hắc 4, nhưng mà tất cả đều đã chết các bạn à. Nên là không biết lần chết tiếp theo mình sẽ biến hành Hi Ha gì nữa. Đây là video nếu bạn chết bạn sẽ biến hành Hi Ha Âu. Các bạn xem đến hết video này nha để biết thêm Hi Ha nào sẽ tiếp theo. Trời ơi, tưởng anh nào. Trời, đúng rồi đó. Rồi, yếu xèo, tay một cái dâm. Chị dâm, em lụt được cây giáp nè. Giờ chị dâm là thủ lĩnh mà. Cho chị dâm đi, chị dâm là thủ lĩnh mà. Ok, ok. Đây là cái mặt giáp nè, thử rai. Còn đứa nào mà dám mua láo nữa thì giết hết. Ê, bây giờ ta có cái kiếm tinh nhật chất chống đờn. Cái kiếm này là rất là mạnh luôn. Bây giờ ta nên cho đứa nào đây? Rồi, cho em May đi. Em May là con gái yếu đuối. Ok, ok. Cũng đúng rồi. Tao sẽ chơi súng, còn mày thì chơi kiếm nha, Tê My. Ok, chị ơi. Thử nát thì đi ha luôn. Đây. Anh em đặt tiền, tiền đặt tiếp. Rồi các bạn ơi, mình đã chết và biến thành Hi Ha Nightmare rồi. Các bạn thừa biết rằng là sức mạnh Hi Ha Nightmare thì nó mạnh như thế nào rồi đúng không? Ok, bây giờ á, bây giờ chấp luôn cả tụi nó có áo giáp gì luôn, tụi nó cũng sẽ không làm gì được mình. Dạ không, thật ra là làm được đó các bạn, nhưng mà mình vẫn làm gì được nó các bạn ơi. Ê ê ê, tụi bay ơi, xí 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 xí. Hello, hello. Trời. Ủa, cái hello. Ủa là Hi Ha Nightmare nè. Ủa mọi người bên đây đang có chuyện gì vui quá vậy? Tụi tôi đang đi chi lùng Hi Ha. Trời ơi, chị đi xử tụi tôi. Ê, cái thằng đó không, tôi ghét thằng đó lắm mà. Tôi qua đây là tôi xử thằng đó đó. Thôi cởi giáp ra nói chuyện đi tụi bay. Không cần luôn, đúng rồi, mặc giáp luôn đi. Tôi là tôi không có làm gì mấy bạn đâu. Thì nè, bây giờ mọi người nhìn thẳng tôi đi. Bây giờ mọi người hẳn nhìn thẳng vô mắt tôi đi. Ok. Thẳng vô mắt sao? Mờ với vậy. Đúng rồi, nhìn vô nha. Sức mạnh ảo thuật ác mộng. Tụi nó bị ảo ma la da da rồi. Dục đồ ra đi, dục đồ ra. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ôi dồi ôi, quá trời đồ luôn rồi các bạn ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi dồi ôi, quá trời đồ luôn rồi các bạn ơi. Nó dục quá trời đồ rồi. Được rồi, đi theo tao nào. Dục qua đó đây, dục qua đây. Được rồi, đây, đây, đây. Tụi nó say xỉn niễn hết luôn rồi mấy bạn ơi. Được rồi. Đi số, đi số đây đây, đi số đây đây. Bây giờ thì chỉ đợi cho nó chết rồi. Chết đi. Ui ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tắt thở rồi. Tắt thở rồi, tắt thở rồi, tụi bay ơi, tắt thở. Tắt thở rồi, tắt thở rồi. Ui 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 ui.
Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Còn một đứa cuối cùng nè. Ôi, con này chết lâu dữ trời. Rồi, đi luôn. Ơi, chết rồi. Lâm ơi, ơi, có một đứa bị sát đi á. Ừ, đúng rồi. Đó là cha đứng để xác của mình đó, tụi bay biết không? Cả lưỡng thằng luôn đó. Đó là sự yêu mặt của thằng này mà nè. Nên là tụi mình không được dành vào mặt của nó, hiểu chưa? Nhưng mà giờ tụi mình mất hết đồ rồi, lấy gì đánh với nó giờ? Chết bà rồi, tự nhiên hồi nãy tin nó không chơi không biết nữa. Vậy vậy, bây giờ mình phải đi chuẩn bị lại thôi, để mình còn quay lại đánh tiếp nữa. Ừ, đợi đợi, để chuẩn bị thôi. Ừ, đi đi đi. Nghĩ sao bị nó lừa. Mấy thằng nhóc nhỏ đó bị mình ảo được chắc sợ té đá luôn rồi mấy bạn ơi. Bày đã. Ôi ơi ơi đấy. Ôi. Hả đồ. Tụi nó. Ôi. Ôi. Nó dùng mấy cái đó để nó bắn mình kìa các bạn ơi. Nó dùng cái đó để nó bắn mình, hình như là cái súng bắn tơ hay sao mấy bạn ơi. Hả đồ. Đã vậy rồi, tụi nó còn đeo cái bí ngô vô để chống ảo thuật của mình nữa. Hả đồ, tụi này lanh nè chứ. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Chơi chơi chạy. Alo. Nổ luôn đây, cho nổ luôn đây. Thôi xong rồi, thôi. Chạy chạy. Chạy. Ủa, sao? Không có chạy được đâu. Ôi trời ơi, chết ơi, kiếm này là đi rồi, chiến này là đi rồi. Ôi, sao đi đi nằm trước mẹ vậy? Đúng. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, dính mẹ mọi người. Hay quá mẹ ơi. Tháo mặt nạ cho tao tụi bay ơi. Đúng rồi, đeo riêng cái đầu ghê á. Trời ơi. Đây rồi, mình đã biến hành thi ha thao hóa. Hình như thằng này nó không cũng không có sức mạnh gì nhiều cho lắm á ta. Chết bà rồi, Ui, nó đây rồi các bạn ơi. Như là nhà đi ha, cháy rồi. Không còn một mặt. Nó đủ con đốt nhà mình đó. Bây giờ là tao thách thằng thi ha rồi qua đây luôn. Ê, đồ, hổ báo đi chứ. Được rồi, hai đứa con gái này. Đốt nhà. Ta chính là y a thao hóa. Không thả thì sao? Đau chưa? Bây giờ mày phá nhà của mày đi rồi tao thả. Nhanh lên. Nếu không vậy, mà tụi nó chết với chịu nha. Phá đi, ôi nó chết luôn rồi. Ủa, chết luôn rồi. Chết rồi. Ôi anh chết rồi, sao chạy ra. Đặt đây, đây. Đặt chiêu dấu mày đâu. Trời ơi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Với quá à. Đây rồi các bạn ơi, mình đã biến thành Hi Ha thần chết. Hi Ha thần chết thì có cây lưỡi thái hơi bị mạnh, với lại còn có sức mạnh gì nữa đây. Ôi. Thấy hồi nãy em chơi ngáo đỉnh không? Đúng quá, đỉnh sao? Giờ tôi em mà đã cứu được vậy. Giữ vậy sao? Thì ha thần chết này có thể tạo ra được những cái con ma xương luôn các bạn ơi. Định làm gì? Giết nó cho ta. Ồ, một đứa chết. Tụi nó chết. Giữ. Thằng này làm gì vậy? Ê, thấy mù. Ôi.
đồ bếp. Sao mà ngờ được? Mẹ định phá làng luôn hay sao vậy? Ở đồ ăn mày bếp dữ trời. Vấn đề là em hết tiền bay gì vậy? Thì ha lần chết thì có thể bay được cơ mà. Ôi 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 Thì ha này hơi bị bếp đó nha con. Ôi dê đây. Mấy thằng nhóc gà cùi bắp. Ui gì vậy, tiếng gì vậy? Này gì đâu đó. À đồ zombie cầm súng lửa. Ôi 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 ơi. Em ở nhà anh Mát nè. No dê hết của tôi rồi. Sao đồ chết hết luôn rồi mấy bạn ơi. Thôi kệ, bây giờ mình cho để mình hồi sinh đi nha mới thôi. Giết đi, giết đi. Mày cứ ôi chết rồi, chuẩn bị đây. Ê con nè. Ôi. Ôi. Mày lượm được cái lưỡi hái nè mọi người. Rồi đưa cho chị giùm mi tiếp đi. Đây, đưa đây, đưa đây. Đang ai giữ cho kỹ nha. Được rồi, có cái lưỡi hái rồi thì những thằng đi nhà khác qua đây thì tao sẽ lẹt mạng. Vậy, đúng vậy. Đây rồi các bạn ơi, mình biến hành đi ha, bờ nãy giờ tụi nó dùng lửa đúng không? Vậy là nó dùng lửa nhầm người rồi. Chúa lửa đây ơi. Giờ thằng nào mà lại đốt luôn. Đốt luôn. Đốt luôn. Đốt luôn. Lửa với lại lửa chùa là sai rồi nha con. Chờ. Bây giờ mình có thể đốt nhà tụi nó bằng sức mạnh lửa này các bạn ơi. Chờ. Chờ. Đốt nhà con em đi luôn. Hình như ông chạy qua vậy. Đốt nhà mày đi ơi. Mày á mày đốt nhà này luôn. Ê, chứ không lại nó rồi. Bom 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 nhà em hai cái nóc lần một cái bằng gỗ một cái bằng gạch không cháy đâu. Ok. Vô trong nhà mày đốt luôn rồi kìa. Rồi rồi. Đốt bên trong luôn. Đốt làm chi ra ngoài nhà đúng không bạn? Đốt luôn bên trong luôn cho nó đã. Ê, trời ơi. Báo hại. Ui. Ôi 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 súng súng bắn đạo vậy, súng bắn đạo quá mấy bạn ơi. Mày bắn đi mày ơi. Cẩn thận mấy bạn ơi. Ôi 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 chơi mày súng pháo vậy trời. Bắn đi tao hơn, bắn đi cho mày ơi. Chạy 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 chạy. Mày hả con? Tao đâu mà chết. Má nhà cho mày luôn. Ôi 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 ai 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 Em xài luôn đeo, cho em đủ combo luôn. Đây rồi, tao quay luôn.